Dạ em xin chào anh chị đã quay lại kênh Bất Động Sản Đặc Biệt ngày hôm nay. Hôm nay gia chủ có gửi mình em một cái căn nhà đang ở luôn chị, có thổ cư là 300 mét vuông luôn. Đó, căn nhà này là chưa qua đầu tư nha, chủ ở xưa giờ đây do kẹt tiền ở gian hàng giờ không có khả năng đóng lãi nên giờ cần bán gấp nha anh chị ha. Ở nhà chị không, nhà bự rất là rộng luôn, nhà tường nhưng mà chưa tô, chưa trang trí chị ha. Với ngang mặt tiền là 11,5 thì sau là 36, ở phía sau anh chị nở hậu ra là 15 mét nha. Địa chỉ đây là ở ấp Bình Hòa A, xã Bình Trưng, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang. Cái hướng căn nhà mình là hướng đông nam nha anh chị. Từ cái vị trí căn nhà vườn mình ở về thành phố Mỹ Tho là 19 cây số, còn cách ở thành phố Hồ Chí Minh tính từ bến xe miền Tây anh chị là 69 km nha. Đó, đây là cái sân mình đây, hiện tại đang trồng mai vàng, mai chính thủy. Đó, sân rất là rộng rãi chị ha, và có một số cây dừa ở trước sân mình đây. Xung quanh cái căn nhà vườn mình anh chị đã có hàng rào ranh giới rõ ràng hết anh chị ha. Đó, mình mua nhà mà có thổ cư sẵn 300 mét vuông nó rất là tuyệt vời chị. Hiện tại đang quay trưa mà gió nè, ù luôn, rất là mát anh chị ha, rất là thoáng anh chị nha. Cái đường trước cái căn nhà mình đây là đường đan chỉ có là 2,2 m thôi chị ha. Tại cái đường đan này là ngày xưa nó có 2,2 m thôi. Đó, được cái đường công cộng, đường thông nha anh chị. Mình đi thẳng đường này khoảng là tầm 200 m là sẽ đụng tới đường đan là 3 m, ô tô xe tải nha. Ở đây mình có đèn đường, điện nước, cáp, wifi đầy đủ hết nha anh chị. Ở đây làm xài nước ngọt là quanh năm, không có mặn, cũng không có nhiễm phèn luôn. Nên cô chú và anh chị cũng rất là yên tâm nha. Đây, hàng xóm mình đây anh chị thấy không, nhà sát sát cho không, rất là đông. Đó, đây là đèn đường nè, quay cao mình xem nè, có đèn đường đầy đủ hết nha. Đó, chị thấy gió mạnh ghê không, rất là mát anh chị. Thích hợp cho cô chú anh chị nào mà lớn tuổi á, muốn về quê có một cái căn nhà có vườn cây trái á, đây là cái vị trí cực kỳ đẹp đây. Còn đi hướng ngược lại cái đường đan này thì mình đi khoảng 100 m là sẽ đụng tới đường đan 3 m. À, cho xe ô tô xe tải mình chạy luôn. Ra đó mình về phải là tới huyện lộ 36, ở đó có chợ. Tính từ căn nhà vườn mình nè, ra chợ chỉ có là 700 mét thôi, rất là gần anh chị ha. Đó, đi hướng nào ra tỉnh lộ cũng được. Đây ra tỉnh lộ 876 thì mình chạy xe khoảng là 5 phút là tới chị ha. Còn ở đây có một cái chợ lớn, nó kêu là chợ đầu mối trái cây Vĩnh Kim. Đó, thì đây ngoài khoảng là 4 km nha anh chị ha. Còn cái chợ ở đây là chợ nhỏ, còn chợ Vĩnh Kim chợ lớn hơn anh chị nha, có đầy đủ hơn. Rồi, để em chỉ ranh giới cho quý hàng và cô chú mình nắm rõ nha. Đây, có ranh giới rõ ràng hết anh chị. Đây, đây là chiều sâu bên tay trái anh chị thấy không? Có cái lưới là 2 m thôi. Qua bên tay phải mình là 11,5 m nha. Mình mua mà đất mua nhà có thổ cư nở hậu nó là quá đẹp anh chị ha, phong thủy cũng tốt đó chị ha. Cái đường này còn mở rộng nha anh chị, ở đây thì dân nó hụt vô gào vô hết rồi, còn mở rộng nha. Đây là cái trụ gào bên tay phải chị ha. Đây là hàng xóm mình đây, quay một vòng mình xem hàng xóm nè, nhà cửa rất là đông đúc chứ không có vắng. Đây hàng xóm mình đây đang quay rất là kỹ, nhiều lúc cô chú chị ở xa mình xem được cái video của em đó là con 100 rồi đó, mình về có thể mình đặt cọc anh chị ha, hay ra công chứng trong ngày nha. Hiện tại là sổ là sổ hồng anh chị ha. Đó, đối diện cũng cái nhà đó anh chị không, chuyên cái nhà vườn đó. Rồi, để em quay lại cái mặt tiền 11,5 m một lần nữa mình xem nha. Đây, rồi em xin mời chị ha, em sẽ đi vô bên trong căn nhà mình tham quan từng chi tiết nha anh chị. Giá thì chính chủ ký gửi là 1 tỷ 300 triệu anh chị. Căn nhà này lúc trước em có quay rồi nhưng mà giá cao hơn, giờ thì quá kẹt này, quá ngợp anh chị, giảm giá thẳng luôn. Đó, còn có 1 tỷ 300 triệu thôi, lúc trước là hình như là 1 tỷ 400 triệu anh chị. Đó, giờ giảm rất là nhiều rồi, chủ rất là khó khăn anh chị ha. Trước sân thì đây thì chỗ để xe thì chủ cũng đổ một mớ bê tông đây rồi, còn cái sân bên tay phải thì để trồng kiển á, nên không có đổ bê tông anh chị ha. Còn nếu mình về mình không có thích trồng kiển thì mình
bỏ đi, hay là mình bán một số cây mai đi đi, rồi xong rồi chị làm mấy tiệc giấy trước và mình đổ bê tông cho sạch sẽ chị nha. Rồi em xin mời chị ha, em sẽ đi vô trong căn nhà mình tham quan trước, em sẽ chỉ cái ranh giới cuối cùng nha anh chị. Cái nền nhà chị không khá là rộng luôn đó, rất là cao đó, mình về mình bỏ thêm ít tiền nữa mình đi tô nè, lót nền lớp gạch nè đó, mà trang trí bên trong nữa là hoàn chỉnh căn nhà chị ha. Hai chồng cũng tâm huyết rồi, thì chủ cũng là sò tàu hồ anh chị ha đó, nên làm nhà rất là kiên cố, mình rất yên tâm nha, chủ là thợ hồ luôn. À, giờ làm sẵn mà chưa có tiền mà trang trí, giờ phải gạt tiền mới bán anh chị ha. Đây là cái lối ra phía sau nhà này chị, rộng khoảng còn 2,5 mét chị ha, có trồng một số mai vàng. Đây là cái lối ra phía sau nhà anh chị, tại vì thường dưới quê đó các cái nhà theo chữ L đó, đi dẫn xe máy là xe đạp ra phía sau nhà đó, bữa tối anh chị ha. Không gian thì rất là rộng, có cái băng đá đây ngồi để tiếp khách anh thôi nha. Đây hàng xóm mình đây, xung quanh rất là đông. Bên tay phải mình cũng còn khoảng trống đi ra phía sau nhà chị ha, cũng tầm khoảng 2,5 mét luôn anh chị, còn rất là rộng. Đó, đây là hàng rào 2,5 mét xây gạch lên là nửa mét anh chị ha, kéo lưới thẳng ra phía sau. Ở đây có cây sồi nè, to đùng luôn chị ha. Rồi em sẽ đi vô bên trong căn nhà mình tham quan từng chi tiết nha anh chị. Về anh chị trang trí, anh chị đóng đồ phong anh chị ha, hiện tại thì chủ chưa có đóng đồ phong luôn. Ở đây thì cái cửa phòng khách của gia đình đó, là cửa bằng sắt lồng kiến cường lực nha anh chị. Đây bên trong căn nhà đây đó, làm rất là thông thoáng nha. Bên trái bên phải đều có cái không gian cửa sổ khá là lớn nha, cửa bằng kính và lồng bằng khung cửa sổ là bằng nhôm anh chị ha. Rồi em sẽ đi từ từ ra phía sau mình tham quan. Giờ anh chị mua đất không mà cũng tốn, nếu vị trí đây là tốn ít nhất là khoảng 700-800 triệu anh chị, chưa tính nhà anh chị ha, tại cái đường đây khu này là giá rất là cao, tại gần chợ anh chị ha. Đây là phòng đầu tiên, nó có giường nệm ha, mà này là nhà đất luôn, có 1,3 tỷ thôi mà có 300 thổ cư nữa vậy. Rất là rẻ chứ không có cao nha chị ha. Cái nhà này chị thấy tầm xây khoảng nhiêu nè đó, rất là rộng luôn. Đây là trên, là trên 400 triệu anh chị ha, không ít đâu, trên 400. À, đây là không gian giải trí của gia đình ha. Đây là phòng thứ hai đó, được 3 phòng ngủ anh chị, dành cho những gia đình đông thành viên ha. Đó, phòng ngủ rất là nhiều. À, đây thì con mũi nên cái chủ có dân mùng chị ha. À, này phòng con của chủ ha. Rồi đây là phòng thứ ba. Đây phòng thứ ba thì đã có lớp nền rồi anh chị ha. Và bên trong nó có dán miếng dán anh chị, dán tường anh chị ha, cho sạch sẽ không gian cái phòng ngủ của mình anh chị ha. Có máy lạnh nè, thì trên này có đóng đồ phong luôn nè. Bên trong phòng thứ ba chị thì có nhà tắm, nhà vệ sinh ở bên trong luôn chị ha. Mình quay kỹ mình xem, cái tủ bằng gỗ rất là đẹp anh chị. Rất là tiện luôn, nhà tắm, nhà vệ sinh ở trong phòng ngủ luôn. Có máy nước nóng lạnh nè, thì vòi sen tắm nè, đầy đủ hết anh chị ha. Rồi em sẽ đi ra cái không gian phía sau chỉ ranh giới cho quý hàng cô chú mình nắm rõ nha. Rồi em xin mời chị ha. Nền nhà rất là cao nên chị thấy không, dưới đây thấp nè, đây phía sau cái không gian bếp á chưa có cuốn nền nữa chị ha, nó thấp hơn cái nền nhà rất là nhiều. Ở đây thì cái sàn nước rửa chén bát ở đây rất là rộng ha. À, còn đây là chỗ nấu ăn của gia đình. Về anh chị có thể mình muốn cuốn lên cao á, thì mình về mình cuốn nền lên mình ấy cát cho anh chị ha, ngân cái nền phía sau bếp bằng cái nền nhà luôn,
còn nếu không chị có thể mình trang trí ở không gian phía sau bếp lại anh chị ha, theo cái ý mình đó chị. Đây thì làm thêm cái phía sau thì là cái ton túp gô chị ha, gọi là ton xi măng đó chị. À, nới ra nè, đang quay kỹ và để mình biết cái mái che như thế nào luôn cho mình thấy rõ ha. Đây cũng xây gạch lên giống như làm một cái giường cho để đồ đạc ở đây chị ha, cái này ốp gạch lên nó là nó đẹp. À, phía sau thì cũng có kéo lưới gào hết anh chị ha. Đây là chiều sâu bên tay trái nè, quay từng góc cho mình xem rõ luôn. À, đây có mấy cái lưu nước đó, mấy cái ống này là chị, ống nước này nè là hứng nước mưa xuống anh chị đó. Nhiều lúc hồi xưa đó thì nước mưa đó là để dành để mình uống được chị ha, giờ thì rất là ô nhiễm rồi, nước mưa để giờ tắm thôi hay là mình rửa chén bát anh chị ha, chứ giờ bị ô nhiễm nước uống nước mưa này không có tốt chị. Đây là chiều sâu bên tay trái chị, nó có lưới gào vậy không. À, đây sau thì có cây mít thì cây ổi, cây bưởi có vài cây thôi, không có nhiều, cái cây dừa thôi anh chị ha. Ở đây là cái lưới 2 mét ở phía sau ganh nè. À, phía sau cái nhà vườn mình là một cái vườn bưởi chị ha. Lúc trước là cũng của chủ luôn á, nhưng mà kẹt tiền bán khúc rồi, giờ kẹt quá giờ bán nguyên cái nhà luôn anh chị. À, đây là cái chuồng heo, hồi xưa nuôi heo giờ không còn nuôi nữa, về cho thể mình không nuôi mình đập mình bỏ đi anh chị nha. Phía sau đây nở là 15 mét anh chị, nở 15 là nó nở đá chữ L bên ta phải chị ha, em chỉ cho mình xem nha. Đây là đá nè, vô tới tầm tới đó là trước cái mặt tiền mình anh chị ha. Anh này chiều sâu bên ta phải anh chị, đây vô tới đây nè, tới tầm đây có khoảng là 30 chắc khoảng 35 34 mét à, tới đây chị ha, đá chữ L bên tay góc phải ha, hay là góc xíu khoảng đây khoảng tầm 4 mét thôi đó. Là phía sau cái hậu mình đây là 15 anh chị ha, đã quay rất là kỹ luôn cho mình thấy rõ ha. Đây có bức tường rồi, xây rồi, cao là 2 mét rồi anh chị ha. Đó, đây là ranh giới cuối cùng chiều sâu bên tay phải mình nè. Đây có hàng rào ranh giới hết rồi, rất là dễ chị, có sổ sẵn luôn. Đó, đây thì có cái dừa cũng cao khoảng cũng tầm khoảng lâu năm anh chị, có khoảng trên 20 năm rồi quá, có một cây à. Rồi đến em tạm dừng video ha. À, quý hàng cô chú nào quan tâm cái căn nhà vườn nằm ở xã Bình Trưng, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang này thì liên hệ với số thoại hình, bên em có nhân viên dẫn coi trực tiếp và gặp chính chủ để mình thương lượng cái giá hợp lý để mình mua nhanh chị. Em xin nhắc là cái giá gia chủ ký gửi một lần nữa nha là 1 tỷ 300 triệu nha chị. À, sở hữu một cái căn nhà tường hàng thô chưa có trang trí anh chị ha, và cái nhà mình có thổ cư sẵn rồi là 300 mét vuông đó. Nhà thì đường thông thương, đường 2m2, công cộng anh chị, có điện đường, điện nước, cáp wifi sẵn luôn anh chị ha. Nhà có nền nhà rất là cao luôn anh chị thấy không đó, này mua vô ở liền thôi, và mình có điều kiện mình trang trí thêm, mình tô mình lót gạch anh chị ha. Sân anh chị không, rất là rộng rãi luôn. Về anh chị có thể mình làm mấy tiền chế trước này cho nó mát đó, mình bán một số cây mai đi, ở bê tông đi anh chị ha. Quý khách hàng cũng đừng quên bấm một like, một chia sẻ, một nút đăng ký giùm mình để tương tác với em, để có động lực quay những video mới tìm đất và nhà giá rẻ, giá đầu tư cho anh chị và cô chú ha. Chân thành cảm ơn rất nhiều. Dạ em xin chào ạ.